Đây, xin chào cả nhà. Hôm nay là Linh Đan ấy là rất là thèm tiền, nên là thèm tiền mẹ cho ba Hồng ấy là sửa ô tô. Nên là hôm nay là tôi chế ra cái máy in tiền này. Đấy, quá trời luôn. Tôi in cho một đống tiền này về cho ba Hồng ấy là tha hồ mà sửa xe nhá. Yeah. Bây giờ là chỉ có in mệnh giá 500 thôi, còn cái loại tiền này thì chỉ để mai ba nộp chứng. Đây. Bây giờ là Hoàng Minh. Đây. Ăn chồng chó. Cứ đưa năm loại 500.000 chứ đừng có in cái loại mệnh giá thấp. Được. Đó, 500.000 nhá. Rồi. Đưa cho. Đó, từ từ. Hết sức bình tĩnh, không có nó in nhanh quá là mực nó nhòe là không có ra tiền được đâu. Rồi nào giữ in nào. Nào giữ in nhá. Nào. Đó. Làm chậm thôi. Đừng có xoay, đừng có rồi. Ui trời. Từ từ thôi, nó mực nó nhòe. Ô rồi giữ cái máy này, đúng rồi. Từ từ quay giữ cái đế máy. Ui trời, chưa rồi. Ui trời, tiền to quá. Đấy, in nhanh quá là mực nó nhòe là tiền không có tiêu đâu. Đó, từ từ hết sức từ từ thôi. Đó, rồi Ninh Đan cầm đi. Ôi từ từ hết sức từ từ nhá. Này. Rồi, ngon rồi, xem mà có nhòe không nè. Tờ 500 này xem là có tiêu được không nhỉ? À, chắc cũng tiêu được thôi. Polymer cho rồi. In. Cho con nha. Rồi con cầm đi. Cho con nha. Ừ, cầm đi, cầm hết vào đây, bỏ hết vào đây. Rồi in tiếp tờ tiếp theo. Đó là in tiếp tờ tiếp theo. Rồi im. Nào Ninh Đan nè. Xoay mãi à, để con xoay ra. Từ từ không có mực đâu nhỉ. Đó, đâu rồi. Ôi rồi, ra rồi kia Ninh Đan kia. Ui giời ơi, tha hồ tiền. Này bố hồ bố in đến sáng mai thì có mặt tha hồ mà tiêu. Ba Hồng ấy là có thể tiêu mệt luôn. Hết sức từ từ, hết sức bình tĩnh. Ôi giời ơi, cái máy này in tiền này thì chết rồi. Này thì có mà. Này phải đóng cái cửa lại, không mẹ nó đến. Cái này bây giờ chắc tối này. Rồi. Thôi, đóng cửa lại. Rồi chết. Lại có mai nó tới á. Chết tôi in tiền này quá trời tiền. Rồi tật. Còn không? Được, in tiếp. Ba lần có kép. Từ từ bình tĩnh nhá, hết sức bình tĩnh. Rồi, cũng lại 500.000 nữa hả? Rồi từ từ nào. Hết sức từ từ thôi. Cái này mình in chậm thôi, mình in nhanh quá là cái mực nó nhòe là mình không tiêu đâu. Tiền này rồi lại 500.000 nữa rồi thì chết rồi. Hết sức bình tĩnh nha. Ui giời ơi, cái máy này nó hiện đại thế nhỉ. Ui giời ơi, chết tôi rồi, toàn 500 không à. Này cho ba Hồng mẹ mình tha hồ tiêu rồi, xong nhá. Hồi đầu xem là được nhiều chứ nào. Ui giời, đống trời, thôi, tắt đi, công an nó đến, chết.